Zoom Zoom TV. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zoom Zoom TV. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ cùng vẽ một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Đi Tìm Nemo, nhưng không phải là Nemo đâu, mà sẽ là bạn cá Dory đấy. Và bước đầu tiên như thường lệ, chúng mình sẽ cùng nhau phác thảo nhé. Chúng mình đã hình dung ra hình dạng của bạn cá Dory chưa nào? Và tiếp tục chúng mình sẽ chuyển qua bước vẽ nét. Bước này thì chúng mình sẽ dùng những cây bút dạ, cây bút lông, cây bút màu hoặc cây bút mực mà tụi mình có để tụi mình vẽ những nét hoàn chỉnh cho bạn cá này nhé. Bạn cá Dory thì có thân hình bề ngang khá là lớn nên chúng mình sẽ thấy hơi tròn tròn như thế này. Và đây sẽ là chiếc vây. Thêm một vài chi tiết ở phía đuôi nữa nhé. Và bây giờ thì mình vẽ tới con mắt rồi nè, thì sẽ là ba vòng tròn như thế này. Tiếp tục sẽ là các hoa văn, các chi tiết ở trên thân. Và tiếp tục thì mình sẽ dùng cục gôm, cục tẩy để mình bôi, mình xóa đi những cái nét chì mà mình vẽ phác thảo mà dư ra đấy. Và xong rồi thì chúng mình đến với bước cuối cùng là bước tô màu nào. Dory thì sẽ có màu xanh đúng không? Giờ mình sẽ lựa màu xanh để mình tô cho bạn ấy nhé. Mình sẽ trang trí từ phần hoa văn trước nhé. Dory thì sẽ có những cái vằn, những cái chi tiết màu xanh đậm ở trên lưng như thế này. Các bạn ơi, trên thân của bạn cá Dory thì còn một chi tiết màu vàng nữa đấy. Giờ mình sẽ tô nốt nữa nhé. Yeah, các bạn ơi, chúng mình đã vẽ và tô màu xong cho bạn cá Dory rồi. Hãy nhấn đăng ký kênh Zoom Zoom để tụi mình cùng nhau học vẽ nhiều loài động vật khác nha. Xin chào. Zoom Zoom TV.